40.000 người nộp đơn xin việc làm tốt nhất trên thế giới của Úc Đại Lợi, tin từ Sydney. Hơn 40.000 người từ khắp nơi trên thế giới đã nộp đơn xin được làm một trong 6 việc làm tốt nhất trên thế giới của Úc. Nay, các giới chức du lịch Úc Đại Lợi sẽ phải chọn 18 người trong số này vào vòng chung kết. Các công việc chỉ kéo dài 6 tháng với mức lương là 100.000 Úc Kim, trong đó bao gồm công việc nhà thám hiểm vùng hẻo lánh và Chief Funster đã thu hút sự quan tâm của khoảng 600.000 người từ gần 200 quốc gia trước khi thời hạn nộp đơn chấm dứt vào cuối ngày thứ Tư 10 tháng 4. Các ứng cử viên được yêu cầu gửi một đoạn video 30 giây giải thích lý do tại sao họ nghĩ mình là người thích hợp nhất cho công việc mà họ chọn. Trong số các ứng cử viên, có một người đàn ông đã tham gia cuộc chiến đánh nhau bằng gối với người dân New York và đã nhảy múa trong quần lót trên xe điện ngầm. 18 người sẽ được chọn vào vòng chung kết, 3 người cho mỗi công việc. Những người này sẽ bay đến Úc để trải qua phỏng vấn và sự lựa chọn cuối cùng. Người được chọn cho công việc Chief Funster sẽ có quyền đi vào các buổi tiệc VIP và các lễ hội ở Sydney, trong khi người làm nhà thám hiểm vùng hẻo lánh sẽ được thưởng thức hương vị của cuộc sống ở lãnh thổ phía Bắc của Úc Đại Lợi. Những người Hoa Kỳ đứng đầu danh sách các ứng cử viên nước ngoài, tiếp theo là những người Anh, Ý, Pháp, Nam Hàn. Và đáng ngạc nhiên nhất là đã có 30.000 người dân Úc muốn xin một trong 6 việc làm này. Chiến dịch này được dựa trên một sáng kiến đưa ra vào năm 2009 bởi các nhà chức trách của tiểu bang Queensland, lúc bấy giờ tìm kiếm một người chăm sóc một hòn đảo trên rạn san hô nổi tiếng thế giới. Chiến dịch đó đã thu hút gần 35.000 người tham gia và một người Anh quốc đã giành chiến thắng. Chiến dịch 2009 của tiểu bang Queensland đã dẫn đến các chiến dịch tương tự trên thế giới. 6 người chiến thắng sẽ được công bố vào ngày 21 tháng 6.